Bữa nay con nói nhiều cho cô ba biết luôn. Con lớn rồi, con phải nói kinh nghiệm chút nữa không? Nó có vậy không? Sao? Đấy, cô ba nghe coi. Cô ba ơi, nhớ con lớn rồi, con nói chuyện cô ba nhiều phải không? Cô ba có mua đồ chơi cho con nhiều phải không? Cô ba có thương nhiều phải không? Cái ông ấy vàng á, vàng của cô ba, cái ông ấy giỡn. Cô ba phải mua đồ nhiều cho con, nhiều chị hai luôn phải không? Con là ngoan á, vàng của cô ba đó, chứ không có giỡn mà. Đây con còn nhỏ thôi, mốt con lớn rồi Cái lỗi lẽ rồi thăm cô ba ha, mốt lớn rồi qua thăm cô.